Ta-da! Bảo Anh Bảo Trang vừa mới nghe nghị quyết của chính phủ là khuyến khích mình lấy vợ lấy chồng trước 30 tuổi. Vì vậy nên là lấy đi thôi, muộn lắm rồi đó. Cả nhà cùng nghe nha. Nữ nhân xưa nay mộng mơ, ước mong mối lương duyên tâm đầu nhớ vương mặt ai. Lạc vào say không lối thoát, đồ đen ngang nhiên chiếm linh hồn ta. Trái tim cứ run lên vụng về, tức đi mong đêm nguyệt cầm vang tương tư. Ai nhân duyên xưa nay yêu đương chờ mong phút giây trùng phù. Phân ly chia đôi ta mộng tan tình vỡ lỡ mất duyên lành. Hãy uống hết cạn chén sao bôi tân hôn mãi luôn dài lâu. Nhau, trao nhau trọn kiếp mãi không rời xa. Thiếp bên chàng, chàng bên thiếp, bách niên hảo hợp ông phôi pha. Chuẩn thế xa hoa cũng không đâu bằng ta. Tình nghĩa đôi ta luôn luôn mãi bền lâu. Thiếp yêu chàng, chàng yêu thiếp, say men tình ngập tràn nát si mê. Và nữ nhi xưa nay bao nhiêu mộng mơ, tuổi găm thân hoa trong năm giữ câu thề. Chàng có muốn khi về già chúng ta quyện trong mưa làng xa. Chồng giàu thả kẻ tóc chuyển mây xanh vào hoa lá. Chàng ơi chàng ơi tình thâm đã duyên chẳng kia bình yên mãi mãi đâu xoay. Chàng sẽ kiệt cạn hết cùng nhau cho vui thật ta lời yêu thương đông đầy. Sống cùng nhau hẹn ước sẽ lỡ phù thiên ái lưu duyên tấm lòng. Thiếp yêu chàng chàng yêu thiếp bên nhau sẽ lỡ yêu thương đậm sâu. Thiếp bên chàng chàng bên thiếp bách niên sẽ lão lên đi thôi muộn lắm rồi đó.